con xin lì xì bà Sáu 500 nghìn để có tiền uống sữa nha. Dạ con xin gửi bà Sáu ạ. Dạ không có sao đâu bà Sáu ơi. Còn đọc sấm giảng nổi không? Đâu nổi hả? Nói chuyện không nổi nữa sao đọc nổi. Chú rất là thích đọc kinh sấm giảng cô bác. Chắc giọng của chú đọc cũng rất là hay. Đó, chiếc xe đạp này mấy chục năm của chú mà đi bán vé số nè. Có tiền uống sữa mua xả nha, mua tả nha. Dạ. Rồi nha. Dạ không có sao đâu chú. Dạ rồi chú giữ gìn sức khỏe. Trời chú vui. Dạ. Lì xì cho chị luôn để chị có thêm tiền để mình mua đồ ăn Tết nha, cho vui vẻ. Chị khóc cô bác anh chị ơi. Làm sao mà chị khóc à? Buồn hay gì? Buồn á. Dạ. Có con mà không được nhà con hả? Không. Dạ. Tờ giấy 200 là 1 triệu nha chị. Dạ, cảm ơn. Dạ, để cho chú ạ. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Rồi, chú cũng chúc là con. Tôi cảm ơn mấy cậu lắm. Dạ. Không có mận gì có tiền thôi. Rồi người ta đụng tôi đó. Dạ. Bữa nay là gần 1:30 rồi, có nồi thịt kho nào chưa? Chưa. Chưa nữa chàng. Dạ, bị gì mấy nhỏ chưa gì à? À. Về thử ra không có tiền mua. Chàng ơi. Chưa có tiền mua luôn. Dạ. Cao Hớn mến chào quý bà con cô bác anh chị em. Thì trong 2 ngày qua thì ngày 28, 29 ngày cận Tết thì chị Hiếu ở nước Úc có gửi mình 20 triệu để sắp xếp để giải cứu cũng như là lì xì cho bà con cô bác nhân dịp Tết với những bà con khó khăn. Thì trong 2 ngày qua mình đi xuyên suốt 2 ngày tới ngày tối 29 hôm qua thì tổng số mà tiền cũng như là chi phí mà mình mua hoa giải cứu cho bà con cô bác được 6 chủ. Được 6 chủ hoa và tổng cái số cặp hoa đó là 190 cặp là mình đã đi trao gửi đến cho bà con cô bác khắp nơi tại cái huyện Lấp Vò cũng như Lê Dung. Thì ngoài ra cái số tiền còn lại thì dư là 13.100.000 đồng. Thì mình thấy cái tình hình mà giải cứu hoa nữa thì phát cho bà con hiện tại thì cũng đang gặp rất là khó khăn. Thứ nhất là hoa người chủ đang trong quá trình bán để hạ giá và bán cho bà con. Thứ hai thì mình mua cái số lượng hoa nhiều rồi thì mình đi phát cho bà con trong 2 ngày nay. Thì cái tình hình mình được nắm á, là bà con cô bác hiện tại á, ngày 29 là bông hoa nhà người nào cũng có hết. Do đó mình nếu mà mình mua hoa rồi mình đi phát lại thì cái lượng hoa nó sẽ dư thừa. Nó không có người để mình tặng mình cho nữa. Do đó là mình có bàn với chị Hiếu ở nước Úc là số tiền còn lại này Cao Hớn mình sẽ đi là lì xì cho bà con cô bác khó khăn. Thì có một số hoàn cảnh bà con cô bác mình khó khăn mà Cao Hớn mình từng biết đến, từng giúp đỡ trong 1 năm, 2, 3 năm nay. Thì mình sẽ quay đảo lại, mình tìm hiểu hoàn cảnh và mình lì xì cô bác anh chị em. Có thể là mỗi một hộ gia đình vậy là 500 hoặc là 300, 400. Thì tùy theo mỗi hoàn cảnh. Ngoài ra thì hôm nay là ngày 30 Tết rồi. Thì trong quá trình mình đi lang thang, mình gặp được những cô chú lớn tuổi như ông bà lão bán vé số hay những người già neo đơn mà đi buôn bán nhỏ lẻ gặp khó khăn thì mình cũng chích trong 13.100.000 này để lì xì cho bà con cô bác mình luôn. Thì giờ này cũng tầm là khoảng 10 giờ sáng rồi. Thì mình sẽ dùng cái số tiền này mình đi phát đây tới 30 này là hết 13.100.000 đồng. Đó, tổng cái số tiền lì xì cho bà con cô bác là còn lại là 13.100.000 đồng nha quý cô bác anh chị em. Thì mời cô bác anh chị em sẽ theo dõi Cao Hớn mình đi phát cho bà con khó khăn nha. Nếu cô bác anh chị em cảm thấy hay và ý nghĩa thì có thể là ủng hộ mình bằng cách like cũng như đăng ký kênh theo dõi những cái video tiếp theo. Cao Hớn mình xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Cũng xin chân thành cảm ơn chị Hiếu ở nước Úc đã trợ duyên 20 triệu hỗ trợ cho bà con khó khăn trong 3 ngày nay. Chân thành cảm ơn chị ạ. Thì cái hành trình của mình đi lì xì bà con cô bác anh chị thì hôm nay là mình ghé đây là nhà của cái bà Sáu. Rất là lớn tuổi rồi, cũng bệnh, nhờ con cháu để chăm sóc để nuôi không mà con cháu thì cũng khó khăn. Thì hôm nay mình đến đây để mình lì xì cho bà Sáu, chúc Tết bà Sáu luôn. Con chào bà Sáu. Đang ăn hay gì bà Sáu? Con Cao Hớn nè. Con Cao Hớn nè, lúc trước gửi gạo gửi tiền cho bà xài uống sữa hoài đó nhớ không? Cao Hớn nào là con ai? Dạ, con nhà dưới kia.
Bà năm nay nhiêu tuổi con quên rồi? 86 rồi. Dạ, 86 rồi. Cầu còn quá. Đi được nổi không? Mày đưa dẫn lên đi không nổi. Dẫn không ha? Rồi bà ngủ giường bên bển rồi đi qua đây là con cháu dẫn qua. Rồi bà ngồi đây làm gì? Rồi sẽ mời ăn miếng bún cá. Dạ. Bà ngồi đây à. Tự hôm gài có ai lì xì bà không? Không có. Không có hả? Không có. Dạ. Mệt, nó đau đó mình. Dạ. Mình lớn tuổi mà mình nằm niệm Phật thôi ha. Niệm Phật thôi. Dạ. Ai tao quên mày. Con Cao Hớn chắc bà quên rồi, tại vì con ghé đây mấy lần nhiều lần lắm rồi, mấy năm nay rồi. Vậy hả? Dạ. Thôi nhân dịp hôm nay là ngày 30 Tết, nhân dịp năm mới, con xin chúc bà Sáu sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh để với con cháu để vui ạ. Con xin lì xì bà Sáu 500 nghìn để có tiền uống sữa nha. Dạ ơn. Con xin gửi bà Sáu ạ. Dạ không có sao đâu bà Sáu ơi. Trời ơi bà Sáu vui ghê, nước mắt luôn tràn. Quên con ai tôi quên, giờ không có nhớ. Dạ. Con quên bà Đặng á. Dạ. Rồi thôi bà Sáu giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Ăn Tết vui vẻ với con cháu nha. Dạ, rồi bỏ tiền trong túi đi bà. Ừ, con ai tao không biết. Dạ, rồi, con đi nha. Cảm ơn nhiều. Dạ, dạ, không có sao đâu. Dạ, thì cô bác anh chị ơi, thì xin lỗi cô bác anh chị nha. Cao Hớn mình dùng tiền mặt để lì xì cho bà con cô bác. Tại vì có tùy theo mỗi hoàn cảnh mà Cao Hớn mình lì xì có thể là 200, 300, 400, 500. Do đó mình không có thể bỏ vào cái bao lì xì được, mình lì xì bằng tiền mặt bên ngoài. Và cái thứ hai nữa là mình xin phép cô bác anh chị là mình đưa bằng một tay thôi. Tại vì hôm nay mình đi quay phim á, thì cái em Đạt đồng hành với mình á, bận công chuyện nhà không có đi được. Do đó là một tay cầm máy, còn một tay thì đưa tiền cho bà con cô bác. Mong quý khán giả xem cũng thông cảm giùm Cao Hớn mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ hành trình sẽ đi những cái hoàn cảnh khác và những cái hoàn cảnh ở bên ngoài đường ạ. Con đi nha bà Sáu. Dạ dạ. Cao Hớn mình đi đến nhà của cô ba ở xã Định An, huyện Lấp Vò của bác anh chị. Dạ con chào cô ba. Khỏe không cô ba? Khỏe. Dạ. Nhân dịp Tết cận kề rồi, con xin chúc cô ba bước sang năm mới với chú ba được mạnh khỏe, gặp điều may mắn, mau khỏe mạnh hết bệnh nha cô ba. Dạ. Vậy cũng đau hoài đi chích thuốc. Dạ. Thuốc nam là thường thiên, năm này tới năm nọ hoài. Dạ. Rồi sẵn nhân đây đó, con cũng xin lì xì cho cô ba 500 ngàn để cô ba có tiền để mình uống sữa cũng như là mua gì ăn ngon nha cô ba. Nhân dịp năm mới nha. Dạ con xin lì xì cô ba. Cảm ơn chú nè. Chú thứ mấy quên rồi? Con thứ bảy. Thứ bảy hả? Dạ. Hôm nay đi có mình hả? Dạ dạ. Tết tại vì ba ai cũng bận hết, đi có mình nên à. Rồi con chúc cô ba với chú ba với gia đình con cháu ở đồ được mạnh khỏe nha. Dạ. Chúc chú bảy cũng mừng ăn phát đạt nha. Rồi con cảm ơn ạ. Con xin phép con đi nha. Dạ. Lâu rồi lên cho. Dạ có rảnh thì con đi ngang con ghé thăm. Dạ. Dạ. Phía sau hè này thì có một hoàn cảnh nữa cô bác anh chị. Đó là hoàn cảnh của chú Mực. Bị cũng như là đi không nổi á, bị bệnh căn bệnh rồi nằm tại chỗ không à, nhờ mấy chị em cũng sống xung quanh ở phía sau hè này nè, cũng rất là khó khăn đó. Căn nhà của chú trên một căn nhà thiết nhỏ người ta cắt cho đó, mình phải đi len lỏi qua để tới lì xì cho chú có tiền mua sữa. Đây căn nhà của chú ở mấy năm nay nè, được bà con cô bác hỗ trợ để cắt. Chú đi trên một chiếc xe đạp bán vé số ngày xưa mấy chục năm và từng bị người ta giật vé số cũng như giật cái bịch tiền của chú hết tân tiền luôn bác anh chị. Dạ con chào chú nha. Con mới tới. Chú nằm đây là bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Đi đứng không nổi là 3 năm rồi ha. Rồi hiện tại là mang tả hay sao? Mình thấy chú mang tả. Bịch tả đó ha. Dạ. Chú Mực này rất là khó khăn á, chị em thì cũng khó khăn thì nuôi cơm nước chú. Còn đọc kinh sấm giảng nổi không? Còn đọc sấm giảng nổi không? Đâu nổi hả? Nói chuyện không nổi nữa sao đọc nổi. Chú rất là thích đọc kinh sấm giảng cô bác, chắc giọng của chú đọc cũng rất là hay.
Đó, chiếc xe đạp này mấy chục năm của chú mà đi bán vé số nè, rồi bán hết nổi, có đợt là bị giật. Dạ, hôm nay là nhân dịp ngày 30 Tết, con đến đây con xin chúc chú gặp được nhiều may mắn, có nhiều sức khỏe nha. Và sẵn đây con xin lì xì cho chú 500 nghìn nha, để có tiền uống sữa cho mau khỏe nha. Dạ. Dạ, đây con xin gửi nha. Đó. Cảm ơn nha. Dạ. Có tiền uống sữa mua xả nha, mua tả nha. Dạ. À. Nha. Dạ, không có sao đâu chú. Dạ, rồi chú giữ gìn sức khỏe. Trời dạ. Chú vui. Dạ. Dạ. Rồi, thôi con còn đi phát những quan cảnh khác nha. Trời dạ. Chú xúc động luôn kìa. Mới bữa hổm con gửi cho chú bịch gạo đó. Mình cũng từng tới đây để trợ giúp cho chú có nhiều tiền cũng như là có gạo khóc ở đầu để ăn á cô bác anh chị. Tại vì nằm chị em thì cũng khó khăn, do đó là mình có cái những cái phần nào hay đến đây để trợ giúp cho chú mực lắm. Dạ thôi con xin đi nha. Dạ. Dạ dạ. Thì ở Hoàm Cống thuộc huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp. À, mình biết đến cái hoàn cảnh của mà bà chị ở đất ké này của bác anh chị mà cắt một cái căn nhà nhỏ như thế này nè, đi bán vé số trên một cái chiếc xe lăn, một cái chiếc xe lăn và cho. Người ta cho luôn hả cô? Dạ, cho luôn. Đó, nhưng mà cái chân của cô đi không được á. Bây giờ mình vô đây để mình thăm, mình gửi chút ít lì xì cho chị ấy. Dạ em chào chị. Trời ơi, là mình đi không được là mình lết vậy không đó hả? Dạ. Chàng ơi, rồi cái chân bị gì vậy? Bị cao sưng lên rồi cái đầu nó phiết lỗ. À, dạ 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 được rồi, đừng có mở ra chị, em thấy em biết rồi. Chàng ơi, rồi giờ rồi con gái đâu? Trai. Ủa con trai hả? Con trai của chị đâu? Nó đi chơi trời. Trời ơi, rồi chắc tối chắc chịu, rồi có về giúp chị cơm nước gì không? Không hả, cha đâu nó cơm nước gì. Bao nhiêu tuổi rồi chị? Năm mươi rồi, Tết là 51 rồi. Ai 51? Mới nó 51 rồi. Chị đó hả? Chàng ơi, hỏi con của chị tôi bao nhiêu tuổi? Còn chị thì 51 ha. Dạ. Con thì 25. Dạ, tại vì chị biết sao không? Cái đợt trước á em không, em đợi chị để em phát gạo cho chị á, mà không thấy chị đi bán vé số mấy ngày nay. Nghỉ rồi. Sao nghỉ là do cái chân mình đó hả? Chân ở đâu? Chàng ơi, gửi... lên xe không được. Lên xe không được. Không có đi bán được ha. Trời ơi, cái căn nhà nhỏ gì nè cô bác anh chị. Thiết gì không rồi ở nóng chị phải hả? Rồi con có chị bao nhiêu tuổi rồi không có giúp gì cho chị sao? Trời không. Lo nó chơi không à. Lo chơi không à. Lớn chưa? Lớn rồi. Nó 25 rồi. Chàng ơi. Rồi chị phải đi bán cái số tự bươn chải luôn. Chào cậu ơi. Không có nhờ. Không có nhờ gì được trơn á. Dạ. Rồi chị phải đi bán vé số của bác anh chị. Mình thấy chị ngồi trên xe lăn mà đẩy từng cái tay lăn từng cái bánh nó rất là khó khăn, mà chị phải bươn chải một ngày bán vé số kiếm tiền. Chừng rồi chưa lạnh á. Dạ. Chị bên đây không có cho. Để cái chân chị làm sao mà chị lên xe được? Cái giò đó nó sưng dữ lắm. Dạ. Tốt cả nửa tháng nay nó mới xẹp là vậy đó. Ừ. Cái hổng nó sưng thì vì vậy nè. Dạ, rồi chị ở nhà này rồi mình nên không ai lo, rồi chị nấu cơm nước ăn mình nên hay sao? Cũng như có hay chị anh chị cho đó. Dạ, người ta đem cho đồ ăn ha. Dạ. Rồi, như anh hai chị hai cho á. Dạ, rồi Tết này có mua nồi thịt hay là gì chuẩn bị chưa? Dạ. Cũng có anh nhà cũng có gì ăn nấy à. Có gì ăn nấy chứ chưa có mua gì hết trơn hả? Chưa. Chàng ơi. Rồi có tiền mua không? Cũng nhờ tiền uống thuốc cậu hả? Tiền uống thuốc không? Không dám mua đồ ăn luôn. Chàng không. Ơi. Thôi. Hết tiền đòi đi bán hoài hả chú? Mà cứu không có cho ha, do cái chân vậy ha. Cái chân sợi động nó
Dạ. Cái chân để cho hết đi hả, đi bán lại chị đừng có đi. Trời ơi chị khóc rồi. Cái chân này mở lạnh đây. Dạ em hiểu rồi. Dạ qua đây. Dạ dạ. Thôi đừng xúc động chị ơi. Tội nghiệp chị. Thôi nhân dịp hôm nay em muốn đến thăm chị, tại vì em thấy mấy ngày nay chị không có đi bán vé số đó. Là em không biết chị có như thế nào không, em chạy ngay đây em ghé em thăm chị. Sẵn em gửi ít tiền lì xì cho chị luôn để chị có thêm tiền để mình mua đồ ăn Tết nha, cho vui vẻ. Chị khóc cô bác anh chị ơi. Làm sao mà chị khóc à? Buồn hay gì? Buồn á. Dạ. Có con mà không được nhà con hả? Không. Dạ. Thôi đừng xúc động ảnh hưởng cái vết thương đau chị. Để em gửi chị ít tiền nha, lì xì cho chị nha. Dạ. Em sẽ gửi cho chị 1 triệu ha. Dạ, để cho chị lo tiền thuốc men với tiền ăn uống mấy ngày Tết này đỡ nha chị. Dạ, đây là 5 tờ với 200 là 1 triệu nha chị. Dạ, chúc chị gặp được nhiều may mắn, mau hết bệnh để đi bán vé số mình kiếm tiền mình mưu sinh tiếp ạ. Dạ, tại vì em biết đến hoàn cảnh của chị lâu rồi, mấy năm nay rồi, lúc trước em cũng có ghé đây trợ duyên cho chị chút ít. Em thấy thương lắm. Rồi đi bán mà ngoài đường mà em thấy cái cảnh chị lăn xe không nổi nữa. Rồi có tiền rồi mình có thể mình gửi cho bà chị cái bên đi mua 1 ký thịt heo hay là cái gì đó mình để mình nhà mình dành ăn Tết nha. Dạ, gán dưỡng cái chân cho nó hết đau đi rồi mình hả đi bán vé số lại nha chị. Dạ, rồi thôi em cũng bận công chuyện em đi nha, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Trời ơi thấy chị tội nghiệp quá. Dạ, cô chú anh chị em ơi, thì trong một cái kho gạo cũ như thế này nè, thì có một cô chú mà ở trong đây cả gần 10 năm, ở tạm trên đất này tại vì không có nhà cửa để ở đó. Thì mình từng biết đến mấy năm nay rồi, những cái đợt nào mà mình đi chợ duyên á, cho bà con có bác khó khăn đó, thì lúc nào mình cũng nhín một phần để vô đây để gửi đến cho cô chú hết á. Rất là thương, lớn tuổi rồi mà bị bệnh tới bệnh lui nữa. Đây. Đây là một cái kho gạo ngày xưa nè, người ta sẽ cho cô chú ở đỡ trên đây nè mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ vô mình trò chuyện như mình hỏi thăm, mình lì xì cho cô chú nha. Dạ con chào chú mới tới. Chú đang làm gì ạ? Đang nấu nước, làm chút nấu đồ ăn với em. Nấu con bún, nước con bà. Dạ. Đang nấu nước chút xíu cúng hả? Dạ trời, lâu quá gặp ông lại thấy già hơn lúc trước ha. Mới 1 năm. Năm 80 rồi. Dạ. Rồi mình nấu bằng lò củi gì không đó hả? Củi không à. Rồi ông với bà cũng nấu lò củi ăn không? Nấu lò củi. Dạ, còn bà đâu rồi ông? Dạ mất rồi. Dạ. Chàng ơi. Mất hồi năm kia. Trời ơi, bà mất rồi hả? Dạ. Mất ngay ngày mùng 1 luôn. Mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết năm đó. Để năm nay nữa là 2 năm nè. Chàng ơi, con đâu có hay đâu, phải con hay con đến con trợ giúp cho ông cho đỡ khổ. Rồi lúc đó bà mắc rồi làm lễ ở đây hay đâu? Làm tại đây luôn. Là tại trong cái chỗ ngủ trong góc đó đó ha. Rồi hiện tại là con nghe cái mở nhạc niệm Phật đó là mở cho bà đó hả? Mở suốt 2 năm nữa. Dạ. Cái máy cũng tốt quá vậy. Dạ. Chàng ơi, giờ tới năm thứ hai này cũng hơi lâu, thành ra mình mở chỉ ban đêm thôi. Dạ. Ban ngày. Rồi chú còn sống ở đây thủ một mình anh thôi. Mình. Rồi chú còn lúc trước còn chạy xe gì đó, đi xe ôm hay đi làm cho người ta còn được không? Đâu có làm được, từ bả bệnh tới giờ không có đi đâu được. Hồi đó bả ở tại chỗ đó, bả đâu có đi đâu được. Đâu rồi hồi nãy con thấy chú lúc trước là chú đi còn khỏe mạnh, bây giờ chú đi khom lưng luôn rồi hả? Tại cái lưng này nó đau nè, bây giờ đau ngay thắt lưng này nè. Nhưng mà bây giờ nó cũng bớt đau, nhưng mà bây giờ mình phải khom rồi. Dạ. Bởi vì khom mấy năm rồi, bây giờ hình như cái cơ hoành này nó rút lại đó. Thành ra mình thẳng không được.
Dạ, nãy chú nói là 80 tuổi rồi. 80 rèn mà phải sống thui thủi một mình vậy. Dạ. Dạ, dạ nó chú đi lên, vậy đó hả? Tôi đứng lên thì thẳng vậy nè. Nhưng mà đi thì lại không? Đi thì phải chiều theo để nó đau. À, à, con hiểu rồi. Để mình đi thẳng là nó đau. Dạ. Bông chú trồng luôn đó ha. Trồng luôn. Chàng đẹp quá. Trồng kìa ở đó nữa. À, trồng một số chậu ha. Tôi đi trồng ngải bún á, tôi lại mình đi bán cho bà chỗ cống đó đó. Dạ. Cái thấy bà ương bông tôi nói chia cho tôi 60 cây gì đi. Cái bà soạn soạn là bà để đó hồi mà nó thôi cho chú rồi chứ. Dạ. Rồi bữa hỏi tôi đi Cần Thơ về thì tới cho tôi xuống nốt chỗ mấy người bán cây giống đó. Tôi cũng ngồi xuống tôi lựa 4 cây với 6 cây cà dài cây cà. Rồi chú hồi tôi ta cũng cho luôn. Rồi bữa nay 30 rồi chú có chuẩn bị thịt kho hay là những cái gì để cúng ông bà có, hay là gì có, chưa? Chú nấu vài món. Vậy là mua rồi hả? Mua đồ rồi hồi sáng. Dạ, rồi mình có ăn keo dưa chua đó thôi, nhỏ đó, xíu. Dạ. Trời ơi, đây mình quay khung cảnh chú sống một mình cô bác anh chị. Sống với bà mà bà mất năm mấy 2 năm nay rồi. Dạ, đó, chú cô là ngủ trong góc đó. Dạ. À cũng có chồng lấy gai ha chú để bán. Tết này còn nhỏ đợt nữa chắc cũng được mấy chục ngàn à. Ký 35 ngàn. Dạ. Kệ có lấy ra. Dạ chú ơi thì con xin thứ nhất là con xin chia buồn cùng chú. Con không hay biết bà để ra đi. Cảm ơn nhiều rồi. Hôm nay là cũng là ngày 30 Tết rồi, con đến đây cũng xin chúc chú được dồi dào sức khỏe, gặp được những điều may mắn cũng như được bà con cô bác xóm làng tinh thương để người ta trợ giúp cho chú có cuộc sống đồ ăn đồ uống thoải mái nha. Bây giờ tôi coi như là nhập tịch dân Đồng Tháp rồi. Dạ. Bà con đây cũng cưu mang tôi dữ lắm thiệt. Dạ, lúc trước vậy chú ở đâu? Tôi ở Hà Tiên, quê Hà Tiên. À, tới Hà Tiên, mà tại vì vô đây sống cũng lâu rồi ha. Thì bả bệnh nè mới đưa về đây. Dạ. Ba cái nhà kế bên này nè, nhà giữa đó là nhà của ông bà mà trước. À, vậy là giống như mình ở bên vợ đi ha. Dạ, ở bên vợ. Dạ. Rồi thôi nhân đây. Bên đó nó đuổi bả. Dạ. Hết đứa này đuổi tới đứa kia. Tôi mới suy nghĩ từ nó ở cái nhà kho này giờ nó bo trống để mình hỏi mình xin ở nhờ đó chứ đâu phải. Ủa vậy là mình bao nhiêu năm mình ở đây rồi chú? Cũng hồi năm 15 tới giờ. 15 là cũng 8 9 năm gì rồi. 8 9 năm mà bả bệnh 7 8 9 năm rồi. Dạ bệnh. Chú ơi thì sẵn đây con chúc Tết chú rồi, sẵn đây con xin lì xì chú 500 nghìn để có tiền bỏ túi rồi mình để lo Tết mình mua đồ ăn đồ uống thêm cho khỏe nha chú. Đôi chú dạ, vậy là con xin lắm gửi cho chú ạ. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Chú cũng chúc là con cũng sức khỏe dồi dào, làm ăn này kia nọ tấn tới được. Mình quan trọng là cái sức khỏe à, không có sức khỏe thì có làm gì được. Dạ con thấy cảm ơn lời chúc tốt đẹp của chú à. Tôi chúc ai cũng nhiều sức khỏe. Rồi thôi vậy con cũng còn ấm no hạnh phúc rồi. Dạ quý quá. Rồi con xin phép con đi nha. Rồi, tại vì con còn đến tìm hiểu cũng như là trợ giúp một chút ít cho bà con cô bác khác nữa ạ. Dạ. Trước mặt cô bác đây là nhà của cô Tư, sống neo đơn cô bác anh chị, cũng 70 mấy tuổi rồi. Cô khá là vất vả, tại cũng lớn tuổi rồi, cũng có căn bệnh đó. Thì mình cũng thường xuyên ghé gửi gạo, cũng như lâu lâu ghé cũng cho ít tiền. Thì hôm nay sẵn có tiền lì xì Tết thì cao hớn mình ghé để lì xì cho cô chút ít thêm ạ. Dạ cô Tư ơi, cô đang làm gì vậy cô Tư? Nằm nghỉ ha. Dạ, chàng ơi, căn nhà của cô coi nè. Có dột không cô Tư? Dột, mưa dột mép bên này. Dạ, mép bên đó ha. Dạ. Dạ. Dột chân hết bên này nè. Bên này thì bên này ít. Dạ. Rồi, nhân dịp năm mới con đến đây con xin chúc cô Tư được dồi dào sức khỏe, gặp những điều may mắn cho qua năm sau có sức khỏe nhiều hơn ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Hồi hổm mà con có ghé gửi gạo rồi đó. Hôm nay con ghé con lì xì cho cô Tư thêm để có thêm ít tiền nha. Hôm tháng 10 bà gì à. Bà gì hả? Bà gì à. Cái đi ở trong này là đi ra ha. Sang chừng cỡ 8 giờ tối đó. À. Nhà gì nè, sang chừng cục bự gì ha. Ở trước đem thui.
Ở sao tủ tủ à, là về ngay chân hai ngôi miếu mà sao đó hả bà? Về tới cửa tôi... miếu đó cái sừng lại. Sừng bà đứng đây bà thấy luôn hả? Ở đây giờ mấy đứa nhỏ nó nhậu ở ngoài cửa miếu ngoài đó. Dạ. Thấy luôn. Thấy luôn. Thấy luôn. Cái rồi hồi cái đi đi qua ngã này. Dạ. Chút hà chứ đi chứ không có ở lâu. Dạ. Vậy cô bác biết không là tại vì á cô Tư này là coi hai cái ngôi miếu rất lâu năm ở ngoài một cái cây me cổ thụ ngoài đó đó cô bác anh chị. Câu chuyện rất là có thật nha. Cô Tư chứng kiến rất là nhiều lần, rất là linh. Đó. Mình có đăng qua clip lâu rồi. Rồi sẵn đây thôi con gửi lì xì cho cô Tư 500 nghìn nha. Để có tiền để mua đồ ăn. Tôi cảm ơn mấy cậu lắm. Dạ. Không có mận gì có tiền thôi. Rồi người ta đụng tôi đó. Dạ. Rồi tiền thuốc men chứ ta đưa tiền bầu dưỡng tôi không. À, chuyến gọi cô ta. Tư nói là bị người ta tông đó ha. Dạ. Rồi thôi, mình cũng xui, ta cũng xui. Không ấy tiền của người ta. Dạ. Rồi, thôi, cũng để chút rồi. Ở đây ai cũng nói tôi chết không đó. Dạ. Mà tôi sống được ai cũng mừng hết trơn. Dạ. Rồi thôi con cũng bận công chuyện quá con đi gấp rồi ha. Dạ, chúc cô Tư nhiều sức khỏe nha. Vậy là cảm ơn cậu nghe. Dạ dạ. Dạ. Cô Tư ở trên căn nhà này nè quý bà con cô bác. Ở đây là thuộc xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. Dạ. Để con có điều kiện hay cái gì đó thì con thường xuyên đi ngang để con ghé con trợ giúp cho cô Tư nha. Dạ. Dạ. Chào cô bác anh chị, thì mình đi đến đây là xã Định An, cũng có hoàn cảnh của bà cô này với ông chú nè, cũng khó khăn. Rồi bữa nay mình thấy được cái căn nhà này người ta cắt tặng hay gì rồi nè, thấy khang trang lại nè, bà hởm là dột nát luôn. Dạ con chào cô. Rồi cái căn nhà này người ta cắt lại cho cô hay vậy? Dạ, ấp xã và huyện nước ngoài đồ chứ. À. Trời ơi con gặp được cô có nhà này con mừng giùm cho cô chú quá. Thôi nhân dịp Tết đến á, thì con cũng đi ngang đây con ghé con thăm cô chú. Đây là hoàn cảnh mà lúc trước mình có ghé đây mình trợ giúp một số triệu của bác Mạnh Thường Quân á, cô bác anh chị cũng khó khăn lắm. Cô bị bệnh như thế này nè. Chú thì cũng yếu cũng bệnh nữa. Ông xã ông đâu có thấy đường. Dạ mắt mờ hết thấy vậy hả cô? Dạ. Bữa hôm tưởng là ông chết nữa rồi chú ơi. Dạ dạ rồi thôi con xin chúc cho gia đình của cô năm mới, bước sang năm mới được gặp nhiều may mắn, được mạnh khỏe ạ. Con cũng xin gửi lì xì đến cô là 500 nghìn ạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ. Chú ở cô Lãnh nghe không? Không, con ở bên Lấp Vò, ở trên thị trấn. Con ghé đây 3 lần rồi. Dạ. Mấy lần chuyến cho gạo rồi cũng như là cho tiền lì xì gì là con ghé đây cô là con trợ giúp 3 lần rồi. Dạ, lần này lần thứ 4 nè. Dạ tại vì con biết cô chú không có làm gì ra tiền rồi mà có mấy đứa cháu trong nhà ở chung nhóc nhen nữa. Dạ rồi thôi con bận công chuyện con đi những hoàn cảnh khác. Con chúc cho cô chú mạnh khỏe nha. Dạ dạ. Dạ hôm nay con đến đây con thấy cô có được cái nhà mà không dột nát nữa là con mừng dữ lắm rồi. Dạ. Cũng có anh này ha. Dạ. Nó cũng bệnh hoạn quá chú ơi. Bệnh ha. Dạ bệnh hoạn quá thôi thì xì nó. Dạ. Tát cho nó cứ mà trời ơi ốm dữ vậy. Bệnh bốn bệnh dò đi hết được. Mua cá mắm mà. Sao dò đi hết được luôn hả? Trời quá trời giờ có cái gậy nữa. À. Chống đi không té. Thôi giờ tát này cũng giúp cho nó đi. 4-5 năm á hả? Quá rồi. 2-3 năm mấy rồi. Rồi cái căn nhà này của mình luôn ha. Của ba tôi. À, ba là ở lại rồi bây giờ hiện tại là anh ở với ai? Ở mình anh à. Có mình anh hả? Ừ. Không có ai chứ. Chàng ơi, gật tự cơm nước cái đầu luôn. Cơm thì xin nó sớm ăn chứ đâu có nấu được, ăn mì ăn cháo gì thôi. Trời ơi. Giờ mới sớm này cái bụng mình qua bới cơm. Khi có tự cho mình không miếng cơm đó, không có ăn rồi mì với mì không hả? Mì với cháo bịch đồ không à chứ mà hai nữa không ai nấu cơm ăn hết trơn. À, anh tên gì? Tên là Trần Quốc Cường anh. À Trần Quốc Cường. Trời đơn chiếc vậy ha, nhà gì đó hả? Nhà của ông già đó chú ơi, nó có nhà đâu. Bệnh 4-5 năm rồi là nó ốm, lúc trước là đâu có ốm gì hả? Cũng ốm mà mất 1-2 ký rồi. À. Tim bị phổi gì hết trơn rồi, tim bị tim, tiểu đường, huyết áp rồi. Bây giờ qua mấy cái khớp nó gì đi không được, đi không té, có gậy chống. Rồi một mình vậy rồi bệnh hoạn cái đồ đó rồi mà tự chịu, tự đi khám tự bệnh hay kia luôn. Tự cấp cứu luôn mà. Rồi xe ôm, điện xe ôm là người ta rước đi ở sớm. Rồi tiền bạc ăn uống thì ở sớm này người ta cho ha. Sớm cho. Bà con đây ta cho. Cũng thương người ta cho ta ăn uống đâu ha. Dạ.
Trời ơi. Năm nay anh nhiêu tuổi rồi? Năm nay 45. 45 ha. Rồi sẵn nhân dịp hôm nay em đi lì xì cho bà con cô bác cũng còn khó đó, để có ít tiền để mua bông hoa đi cúng đó. Thì sẵn là thôi thấy anh như thế này á, em cũng thương. Thôi em xin lì xì anh 500 để có tiền anh mua sữa trang trải trong nhà nha. Đây em xin gửi nha. Cảm ơn mạnh quân, cảm ơn anh nha. Không có gì đâu. Gắng giữ gìn sức khỏe nha. Nếu rảnh cái mình nằm, mình rảnh mình niệm Phật cái đầu nó sẽ tốt hơn nữa. Nằm không mà không đi đâu chứ không đi đâu. Mình nằm mình rảnh cái mình niệm Phật vô. Niệm Phật vô, niệm Phật cho cái mình niệm Phật á, cái đôi lúc cái bệnh của mình nó giảm đau. Mình quên đi cái đau, cái nó đôi lúc có khi hết bệnh luôn đó. Màu nhiệm lắm. Ha. Rồi chúc anh năm mới cố gắng tinh tấn cũng như là niệm Phật, rồi cũng như là mình sống càng ngày có sức khỏe hơn, căn bệnh sẽ giảm hơn nha. Rồi thấy anh thương quá cô bác anh chị. Sống mình nên neo đơn. Mình nên neo đơn mà trong căn nhà rộng vậy ha. Rồi rồi có, lúc trước có vợ con gì không? Có mà vợ bỏ đi hai tháng nay rồi. Là lúc bệnh đi hả? Bỏ đi luôn rồi. Chàng ơi thương không? Bệnh rồi là vợ chia tay luôn. Dạ đúng. Có con không? Có đứa con còn đi học. Còn đi học. Dạ. Rồi. Thôi vậy xin phép em đi những cái hoàn cảnh khác nha. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe. Trước mặt cô bác anh chị em đây là căn nhà của chú Thiếm Tư, mà khoảng 2-3 năm trước mình có ghé đi chợ giúp cắt được cái căn nhà này lên cho cô chú ở cho khỏe nè, tại lúc trước là nhà cũng dột nát không à. Dạ con chào chú Tư. Khỏe hả cô chú? Dạ. Rồi nhà giờ cũng im rồi ha. Nấu bếp củi mà đưa ống khói ra ngoài gì khỏe à? Dạ, chùm củi không chùm bếp ga luôn. Dạ, không chùm bếp ga. Không có tiền. Rồi bữa nay là gần chiều 30 rồi, có nồi thịt kho nào chưa? Chưa. Chưa nữa chàng. Dạ, bị gì mấy nhỏ chưa gì à. À. Vậy thử ra không có tiền mua. Chàng ơi. Chưa có tiền mua luôn. Dạ, chưa. Rồi bánh mứt có không? Bánh mứt cũng chưa có không nữa. Trời ơi, con thấy có mấy cái trứng hồng dịch không hả? Dạ, có nhiêu đó. Dạ. Bọc nữa bọc nữa. Dạ. Người ta cho nữa, không có mua. Wow. Dạ đem cho. Rồi thôi nhân dịp năm mới con xin kính chúc cô chú bước sang năm mới được dồi dào sức khỏe. Gặp được nhiều may mắn sẵn đây con cũng gửi lì xì cho cô chú là 500 nghìn để có tiền mình mua một nồi thịt nha. Dạ. Bữa mùng 2 mới mua. Ủa sao mùng 2? À, cô chú ăn tương ha. Ăn tương. Dạ. Dạ. Con đêm nay mới về. Về nó biết cho nó cũng nghèo nữa. Cho chắc vài trăm ha. Vài trăm. Dạ. 200 gì vậy. Con nó bấn mướn. Dạ, cô thì ở nhà ly lắc rồi dạ. Rồi chú giờ còn làm gì mình kiếm tiền được nữa không chú? Đưa học sinh đi học cũng cũng hồi xưa. Đưa mướn học sinh đi học. Một ngày 40.000. Một tháng mà được có 22 ngày à? Tháng học có 5 ngày. Từng lễ học 5 ngày. Từng lễ có 5 ngày thôi. Thiện tháng 20 ngày. Dạ. Lấy cái tiền đó mình ông bà sẽ ăn. Dạ. Dạ. Vì được 40.000 ngày tháng được chịu mấy? Dạ. Thuốc lượng bút của chúng tôi ở đây. Dạ. Rồi thôi cũng con cũng bạn đi chỗ khác. Cái bữa nào có rảnh thì ngồi nói chuyện lâu hơn ha. Dạ, chị cảm ơn. Rồi, con chúc cô chú rồi mạnh khỏe ha. Dạ. Dạ dạ. Cũng mừng lắm. Dạ. Đây là nhà của cô Tư nè. Lúc trước mình từng ghé một hai lần. Phải không cô Tư? Ủa cô gì? Cô Ba. Cô Ba. Cô thứ mấy con quên rồi. Cô Út chứ. Quên. Đi đâu mới về? Sớm. Rồi bữa nay 30 Tết mình có mua cái gì mình nấu nướng chưa? Đủ ăn hả? Cá mắm này kia nó cũng. Cam nước ngọt. Rồi củi lụm nữa gì thấy càng ngày càng nhiều ra hả? Để nó chụm hoài ha. Chụm hoài luôn. Mưa, rồi bán chổi được không? Được, sống qua rồi. Lấy gai con thấy có mấy cây còn hoài luôn. Mưa vô bán gai đó còn không? Để tới qua Tết dạ. Đây nhà của cô Út rồi, rất là độc lạ luôn. Trước củi là từ trước ra sau nhà nha quý bà con cô bác. Rồi để chậm mưa đó cậu. Dạ. Rồi thôi nhân dịp năm mới con đến đây con xin kính chúc cô Út được dồi dào sức khỏe. Gặp được nhiều may mắn ạ. Sẵn đây con cũng xin lì xì cho cô Út là 300 nghìn nha. Cảm ơn nha cô Út. Dạ, 300 nghìn. Ừ, 300. Dạ, đi đâu ạ? À, cho gạo nè.
có bà con đến cho gạo cốt luôn. Đó, được gạo được tiền là ngon ơi. Dạ. Cho bọc gạo Tết. Dạ dạ. Rồi gạo bữa hổm con cũng gửi cô đó, một bịch 10 kg chắc ăn còn á. Còn cho hết này, bọc này Tết là cho. Dạ. Cảm ơn nha, đồ ăn. Rồi, chúc cốt nhiều sức khỏe nha, con đi nha. Ừ. Lâu vô nha con. Dạ dạ. Ở này bèo của con đi bán ơi. Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi thôi con đi nha. Ừ, cảm ơn nha. Dạ. Chú nha. Dạ một bạn. À, chú xách cái bị này heo con đón chắc đi bán cái số hay gì chú? Dạ bán số. À, con thấy nãy chú lần lần ra là chú còn thấy đường không? Dạ thấy. Thấy mờ hay sao? Nó bị diễn thị hồi nhỏ đó. À mà vẫn còn thấy mờ mờ ha. Dạ, thấy mờ. Như con đứng ở đây cách chú nửa mét là chú thấy rõ không? Thấy rõ. Dạ. Rồi chú bán cái số lâu chưa? Cũng 5-6 năm nay rồi. Dạ, rồi mình không nghỉ Tết luôn hả? Mình đi lãnh bán tiếp hả? Mà cứ qua ngày để làm từ thiện vậy thôi. Chàng ơi, tốt dữ hả? Bây giờ cuộc đời mình đã bất hạnh rồi. Dạ. Từ ngày xưa tới giờ mình bị bẩn sinh rồi ha. Dạ. Rồi tới bây giờ mình phải suy nghĩ là trong nhiều đời quá khứ nhiều kiếp của mình ha. Quá khứ nhiều kiếp của mình để mà mình làm để mình chuộc lại cái lỗi lầm. Dạ. Tạo cái phước đó. Mình gì mình khó cũng có mặn, có tay, có chân ăn. Mình thôi nhìn xuống còn phải con người nhiều người khổ hơn mình nữa kìa. Nhưng cái làng mù đó còn khổ hơn mình nữa. Dạ. Anh thử tôi đi làm từ thiện lắm. Tức là chú bán cái số kiếm tiền để làm từ thiện. Làm là cũng như mình trả lại cái tiền kiếp trước mình đã nợ. Ờ, trong nhiều đời của kiếp. Còn cái kiếp này là chú chỉ làm phước thôi. Chỉ là biết là làm phước không biết làm tội. Dạ, tốt quá. Chú bán cái số bao nhiêu năm chú? Năm nay tính ra là 17 tuổi tới giờ, năm nay là 57 tuổi rồi, 57 tuổi rồi. Bán số 40 năm. Ừ. Là chú là loại bộ hay sao? Đi xe rồi, đi bộ. Ôi ơi, thằng người chú nhỏ nhắn mà chú đi loại bộ rồi để bán số gì nè. Ừ. Dạ, con xin lỗi nha, nhà chú ở đâu mà lại đi tới đây, tới dòng cống này chú? Tôi ở trên này là ăn bên Chợ Mới nè. Dạ. Hòa Bình. Thôi hôm nay có duyên á, con cũng có ít tiền để con lì xì cho bà con cô bác khó khăn hay gì đó. Dạ. Thì con cũng xin nhín ra con lì xì cho chú ha, để chú có thêm tiền ạ. Ở đời chúng ta phải trì duyên đi ha. Dạ. Tâm trí ăn duyên nó khỏi bị phiền hoàn cảnh ngoại cảnh thì không vướng mắc, thì chân tâm chân đặt mới được bình yên cho mình thôi. Đó là mới chân đặt thôi chứ không có gì mà chân thật hết. Dạ, con cảm ơn chú. Xác thân là cái thể xác thôi, là cái gì linh hồn không có xì cái gì mà thiệt hết, đó là giả dối. Dạ. Mà tấm lòng đối với nhau đó, đó mới là chân thật, thật lòng. Dạ. Đó là trường cũng muôn đời. Hay quá lời chú Phật nói. Dạ. Dạ cha cho con xin biếu chú gửi chú 300.000 lì xì Tết cho chú, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Ờ, chú Bảy cũng gửi lời chú xíu mấy. Dạ con cũng thứ bảy luôn ạ. À. Ờ tôi là Bảy Hiền. Dạ. Ừ. Mà chú là chữ trung hiếu đó. Dạ. Chắc chú cũng từng đọc kinh sách rồi nghiên cứu đầu dữ ha chú. Tôi hiểu đó mà thương cho trường từ hồi đó tới giờ mà. Dạ tốt quá. Rồi con chúc chú nhiều sức khỏe. Rồi, mẹ mất hết rồi. Bây giờ là ở gì đó anh chị cho ở nhà không cho thôi. Bây giờ tôi đi làm như thứ làm như vậy rồi. Ngày nào sống ngày nấy tới chừng quê hương tới ngày về về. Dạ. Con chúc chú nhiều sức khỏe để đi bán được nhiều tờ giấy số và chú có chi phí nhiều để chú làm từ thiện nhiều hơn nữa ha chú. Dạ. Hàng ơi, cái chú ly nè.